rèn luyện bản lĩnh con người trước những lo âu của đời sống hiện đại, trang bị cho bản thân một tâm thức mạnh mẽ trước thời đại biến đổi khôn lường, một kim chỉ nam định hướng tâm hồn tới bình yên và hạnh phúc, thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống cùng Seneca những bức thư đạo đức, khám phá và đặt ngay bộ sách tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Tangaria. Bài viết có tiêu đề Lược sử triết học, phần 2, từ phục hưng đến cận đại. Và chúng ta cùng bắt đầu đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Phần 1 đã đi qua nền triết học từ những ngày sơ khai của nhân loại đến thời Trung Cổ đầy màu sắc của đức tin và thánh thần. Cuối thời Trung Cổ, thế giới bước vào giai đoạn phục hưng và từ đó triết học chuyển mình mạnh mẽ, tiến đến những góc nhìn đầy tươi mới. Thời phục hưng và lý tính từ năm 1500 đến năm 1750. Thời kỳ phục hưng là lúc mà các giá trị văn hóa Hy Lạp được quan tâm mạnh mẽ trở lại với việc xem con người là trung tâm thay vì thần thánh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, triết học thời kỳ này bắt đầu có màu sắc về lý tính và thế tục. Xã hội lại được thấy sự đối đầu của chủ nghĩa duy lý, tri thức đến từ suy luận và chủ nghĩa duy nghiệm, tri thức đến từ kinh nghiệm. Ngoài ra, các tư tưởng triết học mang tính chính trị cũng ra đời, tạo tiền đề cho nhiều chuyển biến trong cốt lõi của cấu trúc xã hội. Niccolò Machiavelli, nhà ngoại giao của Florence, đã đưa ra những ý tưởng đầy khác biệt so với thời của ông. Vốn đảm nhiệm công việc ngoại giao, ông cho rằng một chính trị gia giỏi là người không bị luân lý trói buộc. Bậc cai trị, theo Machiavelli, cần phải đảm bảo lợi ích và an ninh cho quốc gia. Machiavelli tin rằng nhà cai trị tốt không thể, không nên và không được giữ lời hứa, mà họ cần phải lừa gạt, thao túng, phản bội, lợi dụng tất cả vì mục tiêu và lợi ích lớn hơn của quốc gia họ trị vì. Ông được công nhận là người đầu tiên của chủ nghĩa duy nghiệm Anh quốc. Francis Bacon cho rằng mọi tri thức đến từ kinh nghiệm, nhận thức bởi các giác quan. Ông lập luận rằng khoa học được phát triển nhờ vào sự tìm ra những quy luật ngày càng tổng quát với mỗi giả thuyết mới. Ngoài việc quan sát liên tục để tìm ra kết luận, ông còn yêu cầu phải liên tục kiểm tra giả thuyết đó qua việc tìm kiếm những ví dụ phủ định. Điều này giúp giới khoa học dần chú tâm hơn vào việc thí nghiệm. Thomas Hobbes là một trong những nhà tư tưởng chính trị vĩ đại nhất của nước Anh. Ông tin rằng trạng thái tự nhiên hay bản chất của con người là ích kỷ, vô pháp, bạo lực, tham lam trong trạng thái tự nhiên. Do không có luật pháp và ai cũng chiến đấu vì bản thân, nên sự hỗn loạn bao trùm. Do đó, Hobbes tin rằng xã hội cần có khuôn khổ để con người kính sợ và tuân theo. Hobbes đưa ra ý tưởng về khế ước xã hội, một hợp đồng ràng buộc giữa con người với nhau. Trong khế ước xã hội này, người dân trao lại quyền lực cho nhà nước và từ bỏ một phần tự do, đổi lấy sự bảo vệ của nhà nước và pháp luật. Ngoài ra, Thomas Hobbes cũng chính là một nhà duy vật. Ông quan niệm rằng con người đơn thuần chỉ là vật chất và thứ gọi là linh hồn không tồn tại. Theo ông, con người chỉ đơn giản là những cỗ máy vô cùng phức tạp mà thôi. Không chỉ nổi tiếng với những thành tựu khoa học, René Descartes còn là một nhà triết học. Ông được biết đến rộng rãi với câu nói, tôi tư duy nên tôi tồn tại. Ông có được câu nói này qua một thí nghiệm tưởng tượng. Vốn là một người luôn hoài niệm mọi thứ, Descartes đưa ra giả dụ có một con quỷ quyền năng đang cố tình lừa bịp chúng ta về mọi điều trên thế giới. Con quỷ này có thể khiến ta tin rằng 1 cộng 1 bằng 3. Con quỷ có thể làm ta tưởng tượng ra ta đang ngồi đây đọc những dòng này, nhưng thực ra ta chỉ là một bộ não trong một cái bình ở phòng thí nghiệm của nó. Và con quỷ truyền những ý thức huyễn tưởng vào não ta. Nhưng dù cho con quỷ có thực hay không, phải tồn tại một thứ gì đó để cho con quỷ có thể lừa gạt. Chỉ cần ta có suy nghĩ thì tức là ta có tồn tại. Vì con quỷ không thể lừa suy nghĩ của ta nếu như mà ta không tồn tại. Từ đó câu nói, tôi tư duy nên tôi tồn tại đã ra đời. Đây là khởi đầu của nhị nguyên luận, với tư tưởng chủ đạo rằng tâm hồn tồn tại tách biệt với thể xác, hai phần này có những tương tác nhất định với nhau. Giống như là Descartes, Blaise Pascal là một nhà toán học và cũng nổi tiếng với những tư tưởng triết học của mình. Ngoài ra, Pascal còn là một tín đồ ngoan đạo, với nhiều triết gia cố chứng minh sự tồn tại của Chúa thông qua lý luận. Pascal đưa ra lập luận nhằm khuyên mọi người nên tin vào Chúa. Ông cho rằng chúng ta có thể cá cược, Chúa có thể tồn tại hoặc không. Nếu ta cược rằng Chúa không tồn tại, giả sử là ta thắng cược, ở đây là Chúa không tồn tại, thì ta nhận được cảm giác về sự độc lập của bản thân giữa thế giới. Còn giả sử ta thua cược, Chúa có tồn tại, thì ta sẽ mất đi một cơ hội để lên thiên đường và có khả năng bị đày dưới địa ngục. Với lựa chọn đánh cược mà phần thưởng tiềm năng thấp hơn rất nhiều so với rủi ro tiềm năng, tốt hơn hết là ta nên đánh cược rằng Chúa có tồn tại. Theo Pascal, những kẻ đặt cược khôn ngoan với cái đầu lạnh sẽ cược vào việc Chúa có tồn tại. John Locke là một triết gia người Anh, tiếp bước chủ nghĩa duy nghiệm Anh quốc. Ông cho rằng mọi thứ ta biết
hay còn gọi là tri thức của ta đều đến từ kinh nghiệm, khi mà nhiều triết gia duy lý tin rằng tri thức có thể đạt được chỉ với sự logic và lập luận, hay nói cách khác là con người sở hữu một dạng tri thức bẩm sinh. John Locke phản đối tư tưởng này, ông cho rằng con người sinh ra đã là tờ giấy trắng, không sở hữu kinh nghiệm gì. Để khái niệm tri thức bẩm sinh tồn tại, cần có ý niệm phổ quát nào đó ở con người thuộc mọi nền văn hóa ở mọi thời kỳ. John Locke cho rằng những ý niệm đó không tồn tại, vì vậy ông tuyên bố mọi học thuyết về ý niệm bẩm sinh là sai lầm. Một lần nữa, với ông, tri thức chỉ được tạo nên từ kinh nghiệm. Thời kỳ cách mạng từ năm 1750 đến năm 1900. Trong khoảng 150 năm, từ giữa thế kỷ thứ 18 đến cuối thế kỷ thứ 19, thế giới trải qua nhiều cuộc cách mạng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Ảnh hưởng từ tôn giáo vẫn đang trên đà thoái trào, khoa học càng ngày càng phát triển. Những thành tựu này có được nhờ quá trình nuôi dưỡng và tích lũy từ thời phục hưng và lý tính trước đó. Trong thời kỳ cách mạng, nhiều đột phá về khoa học diễn ra, nhiều tư tưởng về chính trị xã hội ra đời, đổi thay sâu sắc xã hội của phương Tây. Voltaire là một triết gia người Pháp, sống trong thời kỳ có nhiều phát kiến khoa học, đem lại nhiều góc nhìn mới về thế giới. Ông nhận ra rằng trong suốt lịch sử, mọi thứ được coi là sự thật, mọi học thuyết, mọi giáo điều đều từng bị chỉnh sửa ở một thời điểm nào đó. Vậy nên không có gì đúng mãi mãi. Lập luận này làm ông trở nên hoài nghi, và ông tin rằng mặc dù hoài nghi là cảm giác không dễ chịu gì, nhưng sự chắc chắn vào chân lý vĩnh cửu mới là một điều vô lý. Theo ông, cái gọi là sự thật chỉ đúng cho đến khi mình chứng minh được nó là sai. Hay nói cách khác, không có chân lý tuyệt đối. Phát triển từ suy luận đó, ông nói rằng những giáo điều, luật lệ, trật tự xã hội đều không phải chân lý. Thế nên, người dân cần hoài nghi và thách thức chúng thay vì cứ chấp nhận như là lẽ thường. Tư tưởng này vô cùng quan trọng trong việc người dân đứng lên chống lại thể chế và tầng lớp cai trị. David Hume sinh ra trong thời kỳ châu Âu đang đầy những cuộc tranh luận về bản chất của tri thức, hay còn được biết đến là cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa duy nghiệm. Một bên tin rằng tri thức có thể đạt được thông qua suy luận lý tính, bên còn lại cho rằng kinh nghiệm tạo nên tri thức. David Hume chia sẻ những thứ mà tâm trí ta có thành hai loại: ấn tượng đến từ tri giác trực tiếp như nghe, nhìn, chạm, ngửi, và ý niệm đến từ việc suy nghĩ và tưởng tượng dựa trên những ấn tượng trên. Ông tin rằng ý niệm chỉ là bản sao của các ấn tượng, hay nói cách khác, ta không thể nghĩ về thứ mà ta chưa bao giờ cảm nhận. Mặt khác, ông quan sát việc con người nhìn nhận sự nhân quả. Khi một việc xảy ra liên tục, ta ngầm giả định rằng nó sẽ mãi vận hành như vậy. Chẳng hạn như con người luôn thấy mặt trời mọc mỗi sáng và nghiễm nhiên cho rằng sáng mai sẽ chẳng khác gì sáng nay. Đây được gọi là lập luận quy nạp. Với Hume, không thể khẳng định như vậy được. Biết đâu có lúc nào đó khi mặt trời không mọc, ta chẳng thể chắc chắn về việc mặt trời sẽ mọc vào mỗi sáng khi mà ta không thể quan sát được mọi lần mặt trời mọc. Hume nói rằng suy luận quy nạp kiểu này đơn thuần là do thói quen ngầm giả định của con người thay vì lý tính. Điều này giáng một đòn mạnh đến tư tưởng của chủ nghĩa duy lý. Jean-Jacques Rousseau là nhân vật vô cùng quan trọng trong nền tư tưởng chính trị thời kỳ khai sáng. Trước đó, Thomas Hobbes đã đưa ra những quan điểm về trạng thái tự nhiên ở con người: ích kỷ, vô pháp, bạo lực, tham lam. Thế nhưng Rousseau lại có cái nhìn trái ngược. Ông tin rằng con người trong trạng thái tự nhiên là những sinh vật lương thiện và hiền lành. Nhưng sự xuất hiện của tiền tài, quyền lực, sự hình thành của xã hội đã sinh ra lòng đố kỵ, thói tham lam, sự bất công giữa con người với nhau. Con người sinh ra tự do, nhưng xã hội lại đặt gông cùm lên họ. Trớ trêu thay, nền văn minh đã làm tha hóa con người. Rousseau chăn trở tìm cách để con người chung sống, vừa tuân thủ pháp luật mà vừa có được tự do. Giải pháp của ông đưa ra là một khế ước xã hội, với ý tưởng chủ đạo là một xã hội nơi tất cả công dân, chứ không phải chỉ mình tầng lớp vua chúa, được tham gia vào công việc lập pháp, thi hành luật pháp theo ý chí tập thể. Luật được người dân ban ra và áp dụng cho người dân, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, tất cả vì lợi ích của toàn dân. Những tư tưởng này của Rousseau đã thúc đẩy cách mạng Pháp diễn ra, biến Pháp từ một nước quân chủ chuyên chế trở thành một nước cộng hòa, mang lại bình đẳng cho người dân với những giá trị về tự do, bình đẳng và bác ái. Cha đẻ của kinh tế học Adam Smith đã cho ra đời những ý tưởng về hoạt động kinh tế của con người. Theo ông, con người là sinh vật hành động vì tư lợi, từ đó sinh ra hành động thương lượng mua bán, nơi mà họ đi đến thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Nhu cầu trao đổi hàng hóa này đã đặt dấu chấm hết cho sự tự cung tự cấp. Nhờ có giao thương, con người dần trở nên chuyên môn hóa, họ tập trung vào một hoặc vài lĩnh vực cụ thể, đẩy mạnh năng suất và sản lượng ở lĩnh vực đó, dùng sản phẩm dư thừa để trao đổi lấy những sản phẩm khác. Sự tổng hòa của trao đổi và chuyên môn hóa này tạo nên một thị trường tự do, nơi xã hội xích lại gần nhau qua việc giao thương đôi bên cùng có lợi. Bàn tay vô hình của thị trường với những quy luật cung cầu sẽ điều tiết lượng hàng hóa và định giá hàng hóa hiệu quả hơn bất kỳ chính phủ nào. Với Adam Smith, mưu cầu tư lợi của con người chính là chất keo dính tuyệt vời của xã hội.
giữa cuộc đối đầu khắp châu Âu của chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa duy nghiệp, Immanuel Kant xuất hiện như một làn gió mới. Theo Kant, kinh nghiệm của con người liên quan đến hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cảm năng, tức là khả năng nhận thức được sự vật quanh ta. Những thứ được nhận thức qua cảm năng được gọi là trực giác. Yếu tố thứ hai là giác tính, tức là khả năng sở hữu và sử dụng các khái niệm. Khái niệm ở đây có nghĩa là nhận thức gián tiếp về một vật. Giả sử trước mặt ta là một cuốn sách, nếu không có khái niệm sách ở trong đầu, ta sẽ chẳng biết được thứ ta đang thấy trước mặt mình là gì. Và nếu không có trực giác về cuốn sách, không nhìn thấy chẳng hạn, thì ta sẽ chẳng thể biết cuốn sách đó tồn tại. Tóm lại, Kant tin rằng cả khái niệm về sách trong ta và nhận thức của ta về cuốn sách, nhìn thấy nó, đều đến từ kinh nghiệm. Ta sẽ chẳng có hai thứ này nếu chưa từng bắt gặp một cuốn sách nào. Mặt khác, với Kant, thời gian và không gian lại là tiên nghiệm, có sẵn mà không cần quá kinh nghiệm. Kant nói rằng tồn tại hai thế giới, một thế giới được gọi là thế giới hiện tượng, nơi ta nhận thức được, cái còn lại được gọi là thế giới tự thân, tồn tại tách biệt khỏi nhận thức của ta. Chủ nghĩa của Kant còn được gọi là chủ nghĩa duy tâm siêu nghiệm. Jeremy Bentham là một nhà cải cách luật pháp kiêm triết gia. Ông quan tâm đến những vấn đề về lợi ích và hạnh phúc ở trong xã hội. Tư tưởng chủ đạo của ông là chủ nghĩa vị lợi, ở đó mọi quyết định xã hội nên được thực hiện nhằm đem lại lượng hạnh phúc lớn nhất cho rất nhiều người. Một ví dụ cụ thể là giả sử có một kẻ bị phần lớn xã hội ghét bỏ, liệu ta có nên giết kẻ đó nhằm đem lại sự thỏa mãn cho phần đông của xã hội? Câu trả lời của chủ nghĩa vị lợi là có, khi mà lượng hạnh phúc đem lại cho số đông vượt qua lượng bất hạnh gây ra cho kẻ xấu số kia, mặc cho kẻ kia không làm gì đến mức đáng bị xử tử như vậy. Theo triết gia John Stuart Mill, được nuôi dạy và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chủ nghĩa vị lợi của thầy mình là Jeremy Bentham, ông đồng ý với thầy rằng quyết định tốt nhất là quyết định mang lại nhiều hạnh phúc nhất có thể. Nhưng ông không đồng tình với cách mà Jeremy Bentham định lượng niềm hạnh phúc từ các nguồn khác nhau. Với Jeremy Bentham, mọi niềm hạnh phúc đều như nhau, dù nó có đến từ việc được ăn một bữa ngon, hay nó đến từ việc có được thành tựu học thuật nào đó sau bao nhiêu năm học hành nghiên cứu. Còn về phần Mill, ông quan niệm rằng có những niềm hạnh phúc cấp cao và cấp thấp, và những niềm vui trí tuệ thì cao cấp hơn những khoái lạc về vật chất, mặc dù ông không đưa ra cách quy đổi giữa hai loại hạnh phúc này. Cũng từ chủ nghĩa vị lợi, John Stuart Mill đưa ra quan điểm về một xã hội nơi mọi cá nhân được tự do làm điều mình muốn. Ở xã hội đó, cá nhân được tự do mưu cầu hạnh phúc, miễn là hành động của họ không làm ảnh hưởng đến sự tự do mưu cầu hạnh phúc của người khác. Ông tin rằng khi mọi người được tự do làm điều mình muốn, miễn là không ảnh hưởng đến người khác, họ sẽ phát triển tối đa tiềm năng của mình. Từ đó toàn xã hội sẽ được hưởng lợi. Có thể thấy rằng những tư tưởng của John Stuart Mill xuất hiện nhiều tại xã hội thời nay. Georg Hegel là triết gia nổi tiếng nhất nước Đức vào nửa đầu thế kỷ 19. Ông là một nhà văn nguyên luận, nghĩa là ông tin rằng mọi thứ trên thế giới đều là những phương diện khác nhau của một thứ duy nhất. Hegel gọi thứ duy nhất này là tinh thần. Theo Hegel, toàn bộ lịch sử đều do tinh thần chi phối. Lịch sử vận động là do sự vận động của tinh thần. Quá trình phát triển của tinh thần có được nhờ vào phép biện chứng, một khái niệm rất đặc thù trong tư tưởng của Hegel. Với ông, mọi khái niệm trên thế giới này đều gọi là chính đề. Bên trong khái niệm đó tồn tại một mâu thuẫn gọi là phản đề. Sự mâu thuẫn này được giải quyết bằng sự sinh ra của một khái niệm mới, kết hợp giữa chính vấn đề và phản đề, được gọi là hợp đề. Một ví dụ về biện chứng là trong xã hội có khái niệm về sự chuyên chế, đây là chính đề. Trong chính đề này, tồn tại phản đề là sự tự do. Hai thứ này kết hợp lại, tạo nên một hợp đề gọi là nền pháp luật. Thứ cai trị con người nhưng nhằm mục đích thúc đẩy tự do. Hợp đề đó tiếp tục tồn tại phản đề của chính nó và kết hợp với nhau thành một hợp đề khác. Lịch sử phát triển là nhờ vào sự hình thành liên tục của các hợp đề. Đừng quên rằng mọi thứ đều là những phương diện khác nhau của tinh thần. Vậy nên quá trình lịch sử chính là tinh thần đang tự đổi thay và vận động của chính nó. Cha đẻ của chủ nghĩa hiện sinh, Søren Kierkegaard, đã đem lại một góc nhìn mới cho nền triết học. Khi mà các triết gia bận tranh cãi về bản chất của thực tại, bản chất của nhận thức, cách thiết kế pháp luật và xã hội, thì Kierkegaard đặt con người làm trung tâm với câu hỏi chủ đạo, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Ông tin vào sự tự do ý chí, điều cho phép con người tự do làm hành động của chính mình. Con người khác với đồ vật ở chỗ, đồ vật có mục đích trước đó rồi mới hiện hữu, còn con người chúng ta hiện hữu trước rồi mới tự do tìm mục đích cho sự tồn tại của mình. Kierkegaard suy nghĩ về sự tự do của con người. Chúng ta có thể chọn làm gì đó hoặc không làm gì. Và sự tự do đó dấy lên trong chúng ta nỗi bất an dai rằng chúng ta chỉ là bụi sao trời, sinh ra chẳng có mục đích, trôi lơ lửng trong vũ trụ mênh mông. Mục đích đời ta là do ta chọn, chỉ mình ta mà thôi. Karl Marx là một triết gia ảnh hưởng bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Ông quan sát, nghiên cứu xã hội loài người trong suốt chiều dài lịch sử và đi đến kết luận về tiến trình phát triển của nhân loại. Mọi diễn biến lịch sử đều là kết quả của mâu thuẫn giai cấp, với nguyên nhân gốc rễ là lợi ích kinh tế. Theo ông, xã hội tồn tại hai giai cấp, giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Giai cấp tư sản sở hữu hầu hết của cải và phương tiện sản xuất trong xã hội.
trong khi giai cấp vô sản phải đi làm thuê cho tư sản. Với Marx, giai cấp vô sản làm lụng cật lực cho tư sản, nhưng họ chỉ được trả công vừa đủ để không chết đói. Trong khi phần lớn giá trị họ tạo ra đều chảy vào túi giai cấp tư sản, Marx đề xuất ý tưởng mang tên chủ nghĩa cộng sản. Theo đó, phương tiện sản xuất được biến thành tài sản chung của xã hội, mọi người làm việc hòa thuận với nhau vì lợi ích tập thể. Mọi nhu cầu của xã hội được đáp ứng, nói ngắn gọn, đây là làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Việc hình thành xã hội cộng sản, theo Marx, sẽ chấm dứt sự thống trị của giai cấp tư sản lên giai cấp vô sản. Ý tưởng về chủ nghĩa cộng sản của Marx đã đóng vai trò vô cùng lớn trong những chuyển biến xã hội của thế kỷ 20. Thời kỳ cách mạng trôi qua với hàng loạt những thay đổi về chính trị, xã hội, khoa học và tư tưởng của nhân loại. Nhiều cuộc cách mạng và cải cách diễn ra trên toàn thế giới, mở ra thời kỳ hiện đại của những hệ tư tưởng và những cuộc chiến mang quy mô toàn cầu. Đây sẽ là nội dung của phần 3, triết học từ thời hiện đại đến nay. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!